đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ thường xuyên được các cấp hội phụ nữ quan tâm. Thời gian qua, các chi tổ hội phụ nữ cơ sở đã triển khai nhiều chương trình, mô hình hỗ trợ phụ nữ, giúp chị em tăng thu nhập và có cuộc sống ổn định. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đất Đỏ hiện có gần 6.000 hội viên, trong đó 80% hội viên phụ nữ làm chủ gia đình. Với mong muốn giúp hội viên có thêm việc làm lúc nhàn rỗi, tăng thêm thu nhập cho gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đất Đỏ đã thành lập Tổ liên kết truyền nghề đan giỏ Lục Bình, khu phố Thành Long. Tổ liên kết có 12 thành viên, tham gia do chị Bùi Thị Kim Hồng, chi hội trưởng phụ nữ khu phố Thành Long làm tổ trưởng. Tham gia mô hình, ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất và phát triển kinh tế gia đình, các thành viên trong tổ cũng vận động hội viên tham gia học nghề và trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật đan sản phẩm từ lục bình cho hội viên để cùng thực hiện. Tổ này là kết nối các cái phương tiện rồi cũng như là các cái nguồn lực nhằm là giúp cho tất cả các hội viên phụ nữ đang mất việc làm mà phụ nữ nhàn rỗi rồi có thêm cái nguồn thu nhập bằng cái nghề đan giỏ lục bình. Thì mục đích của hội phụ nữ là trao cho phương tiện, trao cho cái sinh kế thì cũng như một cái nghề để mà cho mỗi hội viên tự phấn đấu tích cực lao động sản xuất để mà tăng thêm nguồn thu nhập. Tham gia tổ liên kết, hội viên được dạy nghề đan lát các sản phẩm thủ công từ lục bình. Sản phẩm làm theo đơn đặt hàng với giá 20-60.000 đồng một sản phẩm hoàn chỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn sẽ liên hệ với các công ty đến thu gom thành phẩm và bổ sung nguyên liệu để hội viên tiếp tục làm các sản phẩm cho đơn hàng tiếp theo. Với công việc này, mỗi hội viên thu nhập hơn 2 triệu đồng một tháng. Những hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, chưa biết đan và có nhu cầu học nghề để kiếm thêm thu nhập, được tổ trưởng và các thành viên dạy nghề miễn phí. Vừa ở nhà đo cho con, vừa ở nhà làm nấu cơm, họ cứ mình quẩn là mình làm cái nghề lục bình. Mình phụ giúp trong gia đình để mình xóa đói, giảm nghèo, bền vững. Cũng giúp đỡ cho chị em làm, mong muốn, cũng em rất là muốn là chị em mà muốn học á thì phải học cho thành nghề, đó, cho thành nghề cho ra làm có cái nguồn thu nhập của mình. Bên cạnh các mô hình tổ liên kết phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương còn triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với các hình thức phong phú đa dạng. Gian hàng đổi ve chai nhận quà do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa là một trong những hoạt động tiêu biểu hỗ trợ hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo và được đánh giá hiệu quả trong thời gian qua. Mọi người khi đến đây thực hiện giao dịch không phải bằng tiền mặt mà bằng giấy vụn, chai nhựa, vỏ lon đã qua sử dụng. Cái phế liệu thay mình bỏ đi, mình giục đi nó gây ra ô nhiễm môi trường thì mình có thể gom lại, mình sẽ đưa ra ủng hộ để cho khi mà bán đi, phụ nữ bán đi thì cái gom lại để đi đến ủng hộ cho các gia đình có những hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn hoặc các em bé khuyết tật. Các bán cái chai này mình cũng rút có cái đồng tiền mình rút cho cái học sinh nghèo, thứ nhất là mua thì học sinh nghèo, thứ hai nữa là mình sẽ mua bảo hiểm để cho giúp đỡ cho những phụ nữ nghèo và các em học sinh nghèo. Bản thân cô cũng năm nào cô cũng có những phần quà cho các cháu, nào cô cho các cháu học bổng. Chỉ sau 3 tháng triển khai thực hiện, từ nguồn ve chai thu được, hội đã bán được gần 15 triệu đồng dùng để tặng 10 suất học bổng, hỗ trợ đột xuất cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kim Dinh hiện có 2.375 hội viên tham gia sinh hoạt tại 5 chi hội và 42 tổ phụ nữ. Thời gian qua, hội luôn hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm lan tỏa ý nghĩa sâu rộng của phong trào dân vận tới cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân theo phương châm quy tụ tinh thần của phụ nữ, phục vụ lợi ích cho phụ nữ, khéo trong cách vận động, phát huy sức mạnh của hội viên. Phụ nữ đã góp phần hỗ trợ nhiều chị em hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã thực hiện hiệu quả các mô hình đổi ve chai nhận quà, tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em nghèo, khỏe đẹp cùng dân vũ và sử dụng ga an toàn. Với cái mô hình là đổi ve chai lấy quà tặng
nhằm để gây quỹ mua bảo hiểm y tế cũng như là quà tặng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cũng như là phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo, thì hội viên phụ nữ trên địa bàn phường hưởng ứng rất là nhiệt tình và tích cực. Trong thời gian tới thì hội tiếp tục triển khai đến các chi tổ hội tại khu phố, có thể là mình sẽ nhân rộng ra nhiều chi hội. Xây dựng các mô hình mang lại lợi ích cho chính cuộc sống của hội viên phụ nữ là đích hướng đến của các phong trào tại Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở. Niềm vui, hạnh phúc và sức mạnh đoàn kết là động lực để các cấp hội tiếp tục nhân rộng các mô hình hoạt động phục vụ lợi ích hội viên, góp phần cùng địa phương trong tiến trình phát triển.